là nước ngoài không? Wow. Và Tết đây là một chuyến xuyên Việt đi chứ, thành band đó xuyên Việt. Cho bà già, chở bà già đi được rồi. Tại vì bà cứ đá yêu là vậy mà. Không cần đổ xăng hả? Không cần tốn chi phí. Nhưng mà tốn chi phí. Đây, ngã lên xương này. Để mà nhà em, ba anh em ai cũng biết chạy hết anh Lòng. Vậy hay quá trời. Mình lái hết luôn. Ba thằng cha thằng nào cũng có bằng hết. Không có xe mà thằng nào cũng có bằng hết. Rồi vô phở đi nhất làm cái ăn sáng nha. Lam đúng không? Đúng rồi. À đi ra ngay chỗ siêu thị Lotte nè. Đi thẳng vào Lotte nè. Ồ vậy là đây là cái khu vui chơi giải trí con nít đây nè. Cái gì ra nè? Work Kids gì đó. Đó cái chỗ này hay lắm nè. Thôi đi nhưng mà chỗ này mắc. Rồi đi qua kia Nguyễn Thị Thập rồi xong mình quẹo phải vô. Qua Nguyễn Thị Thập xong quẹo phải vô. Bên kia luôn. Ồ khu này đẹp ha. Lóc quá trời luôn. Rồi, hàng Dương quán là đây. Con cá gì đây? Ê, con cá này là con cá gì? Quá dữ luôn, khổng lồ. Wow. Con này mà nướng mưa ớt là hết số 1 luôn. Quá dữ. Chạy lên đi chứ để chở chuyến xe nè. Chở xe rồi. Chở xe rồi. Vô đi luôn, vô luôn. Rồi vô luôn. Rồi thẳng tiến. Vào chỗ ngồi luôn nha. Thiện giám sát hành trình hả? À, giám sát hành trình đó. Đâu đây chúng tôi đi đen. Xe trung hả? Hộp đen. Cả nhà mình đâu vậy? Không tới bàn ngồi. Vô đây mà bên lẻ tới bàn ngồi. Chút nữa tháo mặt nạ đó là đỉnh cao. Yên tâm đi về anh bắt đầu anh chỉnh được chút anh. Anh cắt cái mặt của em, kéo mặt mèo vô. Tới chưa? Tới rồi. Dễ vậy thôi. Dễ hả? Mày đi với chủ tịch. Anh Dương. Chỉ cho mẹ theo. Món gì nhậu được ra? Đúng mà. Sau khi review thì mình sẽ review cái thực đơn của nhà hàng Hoàng Dương. Mới có người Hà Giang. Món gì cũng được đơn giản. Nay có dịp chở chủ tịch đi viếng mộ cuối năm, được sự giới thiệu của các vị chủ tịch thì hôm nay được chiêm ngưỡng quán nhà hàng Hàng Dương. Có cái món nào gọi là gì ta? Sẵn à? Không phải đặc sản nhưng mà kiểu như là uống bia. Uống bia. Món bia gà chất là thầy có tép cái bánh chanh.
không rộng lắm, nhưng mà còn hết đá nguyên cái đường nó cũng là ngắn luôn, sau này nó dẹp hết trơn rồi nó dẹp qua cái chỗ mà nó đang để quán nó là lớn cái kiếm, bởi vậy đó là dẹp hết trơn. Anh cứ kêu cho bia lên trước đi nha. 1, 2, 3 anh em không uống được. Không uống đâu, nó lấy rồi thôi. Mày là quán nha. Nguyên nó lái, Nguyên lái. Còn nếu mà cậu lái đó thì không uống. Lái xe có bia không đổ à? À, bây giờ lái xe có bia không đổ. Thôi rồi. Đã bí rồi. Uống vô vậy nó còn khó chịu nữa. À, nó cứ bia không đổ, uống phí lắm, bia không đổ, uống nước suối đỡ tốn tiền hơn. À, tài xế thì thôi. Yên đi mất công mà. Đã uống không lái xe. Uống bia thì không lái xe. Nhưng mà uống vô rồi thì bạn uống vô mới hành hả? Giò heo lắm, mặt lần sao? Luật pháp chưa có cho là uống bia không đổ là được lấy xe. Sao mà ăn gì? Không thì ăn không? Ừ, giò heo lắm, mất mật đi. Nó tắt nước kia rồi. Tại sao không ăn uống giò heo lắm? Nó đang quay. Ủa đang quay hả? Tắt cái màn hình thế nào? Anh đi kia đi. Hôm nay ngồi gặp cậu Quỳnh cho nên là thôi mấy cậu giáo hẹn ra đánh cờ tướng bữa. Vô rồi cũng như đây luôn. Vô em. Vô. Giờ là trước mắt là cứ lên đúng 5 chốt trước đi rồi tính rồi ha. Rồi xe phóng mã tính sao. Không mở. Gạo vậy, giống ốc gạo. À, giống ốc gạo. Ê không, cái con này, cái con này cũng được bự bự à. Thôi làm miếng này trước đã. Thôi không có được bỏ đá em. Bỏ đá là bà đó, bà không có cho anh uống. Anh là chỉ có đá đẻo thôi. Không, nhưng mà anh thì phải bỏ đá. Thôi mời cậu. Nhưng mà cuối năm xàm xí cho nó vui chút. Mỗi lần con đi nhậu với cậu con nhớ hồi xưa là karaoke vui lắm rồi. Vậy tối á là hẹn nhau hồi xưa mà không có bây giờ như bây giờ đâu, cũng quê mà hẹn ra bờ đê thôi, ra bờ đê thôi, hai anh chị ngồi tâm tình với nhau. Cái anh này ảnh dòm lên trên trời anh nói trời ơi hôm nay mát quá em ơi, hôm nay trăng đẹp quá. Rồi cái canh này nói xong rồi cái chị này chị mới nói là công nhận anh đó anh giống Dương quá, Dương quá trong thần kêu đại hiệp á. Anh nói trời ơi anh đẹp trai giống Dương quá vậy. Nói ờ đúng rồi, tại sao anh đẹp trai giống Dương quá như vậy? Cái coi nói tại vì anh không có tay ngồi nói đâu. Hiểu không? Là trăng đẹp không, gió mát không, nói không à, không có làm. Dương quá đâu có tay. Dương quá cục hết tay. Cục tay rồi. Cục tay chứ không có tay. Đây với lại. Bởi vậy, đẹp trai giống Dương quá. Bởi Dương quá nói không đâu có làm đâu, tại đâu có tay. Đúng lý là cổ mày nói á là hình như em ngồi không có tay thuận của anh luôn. Không, anh giống Dương quá. Ủa anh đẹp trai giống Dương quá vậy hả? Trời ơi, trời ơi, Dương quá đâu có tay, nãy là nói không có làm gì. Không, còn con á, còn con á là tới một cái khúc là lúc mà kêu lúc mà cao quá cái nó hồng quá thiệt, nhưng mà hôm nay là cao tít luôn, tại lúc đó mình không có tay rồi nó cao tít. Cao tít là chỉ hôn vào đít là có cái đám cưới lúc đó luôn. Nè nè, nó còn gấp nữa. Không không, cái này là gấp tự nhiên chứ không liên quan gì hết đó. Đây, giới thiệu món số 1. Đây, món số 4. Em 2, 3 đâu? Món số 4 lên trước món số 1. Em 2, 3 đâu? Đây, món số 3. Còn 2 đâu?